Xin chào bạn. Thì tiếp tục hành trình khám phá miền Tây các bạn. Thì ở tập đầu tiên á, mình có quay cảnh hành trình mình đi bỏ phố về quê sống bạn ha, từ Sài Gòn qua Bạc Liêu. Thì ở được Bạc Liêu được 2-3 ngày đó bạn ha. Do đuối quá nên mình cũng ở Bạc Liêu 2-3 ngày gì đó, ở quê nhà 2-3 ngày gì đó. Mình bắt đầu tiếp tục hành trình khám phá các tỉnh vùng ven của Bạc Liêu đó bạn ha. Và đầu tiên, hành trình đầu tiên mình muốn khám phá là mình khám phá thành phố Cà Mau đó. Thì từ chỗ Gia Rai mình bắt đầu khởi hành lúc 2:30 từ Gia Rai đi Cà Mau các bạn ha. Thì từ Gia Rai chỗ mình ở cách Cà Mau nó khoảng 40-50 cây gì đó bạn. Đó, thì mình mới bắt đầu đi từ 2:30 thì bây giờ trời nó cũng mưa nhẹ bạn ha. Mưa nhẹ thì cứ thế mà bận mưa đi thôi bạn. Còn mưa nặng thì mình phải trốn do có cái thiết bị ghi hình nữa bạn ha. Thiết bị camera quay nữa. Nó không tiện để mà đi luôn. Nên mưa nhẹ nhẹ thì sẽ đi ha bạn. Cà Mau là một cái thành phố ở cuối cái bản đồ của Việt Nam mình rồi bạn. Đó là một trong những cái địa điểm check-in rất là nổi tiếng ở Cà Mau là đất mũi Cà Mau nha bạn. Là gọi là một điểm tận cùng của Tổ quốc. Đó. Bây giờ mình hành trình mình đi qua Cà Mau thì mình sẽ ghé ngang điểm đầu tiên mình muốn ghé là ghé rừng quốc gia U Minh ha. Rừng quốc gia U Minh Hạ các bạn. Ở đó thì nó có hai khu vực, một là rừng quốc gia U Minh Hạ và hai nữa là rừng quốc gia U Minh Thượng. Thì mình sẽ ghé ngang qua rừng quốc gia U Minh Hạ trước ha. Rồi có dịp mình sẽ ghé U Minh Thượng sau. Sau đó thì mình sẽ xuống đất mũi Cà Mau các bạn ha. Mình sẽ khám phá trước cái xuống đất mũi là mình phải khám phá vòng dọc thành phố Cà Mau á, bao gồm hai cái xã nhỏ trong cái huyện, cái thành phố Cà Mau là Nam Căn và Ngọc Hiển ha bạn. Để đi tới Cà Mau bắt đầu từ thành phố Bạc Liêu thì mình chỉ cần đi thẳng cái đường quốc lộ 1A này thôi bạn ha. Thì cái đường này mình đánh giá là nó quá hẹp. Xe tải hai len ha, xe tải xe máy thì chạy chung một con đường nhỏ xíu các bạn ha. Nhưng mà ở đây là nói chung là cũng là một cái địa điểm du lịch người ta hay xuống hay lên xuống rất thường các bạn ha. Như là một cái địa điểm giao thương ha. Đó. Nên xe chạy rất là nhiều. Mà nó hẹp quá đâm ra nó chạy khá là nguy hiểm các bạn ha. Xe tải thì nó vượt. Xe khách nó cũng vượt. Là chạy hơi nhát tay. Nhưng rồi cứ chạy sát trong lề cho nó an toàn ha. Trời thì mưa các bạn. Từ lúc 12 giờ nắng quá mình mới định chờ tới 2 giờ mình đi các bạn ha. Thì 2 giờ trời nó bắt đầu nó mưa. Thôi thì kệ đi luôn. Mưa thì quay trong mưa cho bạn xem. Đó. Thời tiết mưa nhẹ nhẹ chạy nó cũng thoải mái, cũng mát mẻ. Hy vọng là nó không có ướt đồ ướt đạt mà ha. Đồ đạt là chủ yếu là cái phần máy móc thôi. Chứ mấy cái phần quần áo đồ này nọ bỏ trong cái túi màu vàng thì nó cũng không ướt. Đó mà. Chủ yếu là máy móc điện thoại coi điện thoại nè. Nó bị ướt mà ha. Đó. Mưa bây giờ mưa to là mình phải dừng lại các bạn. Bây giờ còn khoảng 60 cây nữa là mình tới vườn quốc gia U Minh Hạ nha bạn. Cái điểm đầu tiên mình muốn ghé là vườn quốc gia U Minh Hạ. Trời nó cứ mưa lất phất vậy thôi các bạn. Đó. Mưa này thì phải bận áo mưa đồ vô nó mới không ướt các bạn. Cái lất phất nhìn nhẹ nhẹ thôi chứ mình chạy xe nhanh á là nó ướt ghê lắm. Đó. Cái con đường ở
đi tới Cà Mau thì nó vậy đó bạn. Nó song song với một con sông phía bên trái đây bạn ha. Bên trái đây có một cuộn sông đó. Nhìn với bản đồ các bạn sẽ thấy. Thì để thuận tiện cho cái việc khám phá đầy đủ cái thành phố Cà Mau á, thì mình sẽ thuê nhà nghỉ ở Cà Mau một đêm các bạn. Một đêm ở Cà Mau đó. Thì bây giờ là 3 giờ chiều rồi các bạn. Thì mình sẽ chạy thẳng tới vườn quốc gia U Minh Hạ. Sau khi mà tham quan xong á, thì mình hy vọng là khi mà tới vườn quốc gia U Minh Hạ nó không quá tối bạn ha. Tầm trước 4 giờ rưỡi là ok. Đó. Sau đó từ vườn quốc gia mình không biết khám phá kịp ở trong đó không nữa. Thì mình cứ khám phá trong vòng khoảng 1 tiếng đi, tới 5 giờ rưỡi bắt đầu mình lủi ra chạy về trung tâm thành phố Cà Mau. Xong rồi mình thuê khách sạn một đêm. Sáng hôm sau mình sẽ đi vòng vòng ở khu vực Nam Căn và Ngọc Hiển các bạn. Và có cái chỗ nào hấp dẫn, nó thú vị thì mình sẽ quay lại ha. Đó, đoạn đường nó rất là xa, 50 mấy cây nữa. Bây giờ thì mình đã vào được trung tâm thành phố Cà Mau các bạn ha. Thì bây giờ mưa tầm tã quá, mình phải gỡ hết các thiết bị ghi âm á, ra khỏi cái GoPro đó thì nó mới bắt đầu quay mưa được bạn. Đó, mưa tầm tã luôn, mưa nãy giờ luôn mình không quay được cái gì hết. Thì bây giờ tháo hết ra thì âm thanh nó sẽ không được tốt như bạn, nó sẽ bị át cái tiếng xe hoặc tiếng môi trường nhiều lắm. Một cái vấn đề nữa là do mưa quá nên mình sẽ không có đi tới vườn quốc gia U Minh Hạ kịp. Đó, chính vì thế mình sẽ chạy vòng vòng thành phố Cà Mau các bạn. Và kết thúc cái hôm nay á, là mình sẽ di chuyển tới Nam Căn nha các bạn. Và mình sẽ tá túc ở đó luôn, chứ không có ghé qua vườn quốc gia U Minh Hạ như kế hoạch ban đầu nữa. Một lý do khác là vườn quốc gia U Minh Hạ 5 giờ nó đóng cửa rồi. Bây giờ chạy tới đó cũng không có gọi là kịp nữa. Chạy tới đó đúng cũng kịp thời gian nhưng mà không có vô đó tham gia tham quan nữa bạn. Chính vì thế thì mình cứ đi tới Nam Căn thôi ha, đi thẳng tới Nam Căn. Rồi cái đường mà quay lại thì mình sẽ là ghé qua vườn quốc gia U Minh Hạ, mình ghé vào buổi sớm đi cho nó an toàn ha bạn. Giờ mình chạy thẳng tới Nam Căn luôn. Ở đây là trung tâm thành phố Cà Mau nữa bạn ha. Tuyến đường An Dương Vương này kia. Ở đây ngân hàng, rồi Nguyễn Kim, rồi đầy đủ các bạn. Có vẻ như thành phố Cà Mau là một trong những cái thành phố lớn ở miền Tây Việt Nam mà ha. Mình thấy có vẻ là lớn nhất luôn á. Mình không chắc nhưng mà theo mình quan sát xung quanh cái đường tuyến đường đi á, mình thấy ở đây phát triển dữ lắm bạn ha. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình tới thành phố Cà Mau và đón mình bằng một cơn mưa rất là lớn bạn. Nói chứ cũng không lớn lắm nhưng mà nó cứ dai dẳng các bạn. Đây là cái cầu gì đây ta, nãy không để ý tên. Mời các bạn ngắm qua cái thành phố Cà Mau ha. Đường xá thì nó cũng rất là bự ha, thậm chí nó bự hơn cái tuyến đường quốc lộ 1A luôn các bạn. Highland rõ ràng như vậy thì dễ chạy quá rồi. Nguyễn Tất Thành ha, đường này đường Nguyễn Tất Thành. Khu phố 1, phường 8, thành phố Cà Mau. Đó. Khu này khá là sầm uất nha bạn. Có vẻ là khu trung tâm luôn á.
người ta buôn bán mà, buôn bán quần áo rồi trái cây rồi các cái ngân hàng, cái đường mặt tiền đường trung tâm mà, nên mấy cái dịch vụ gọi là lớn ha, cái thương hiệu lớn không ạ. Mưa dập dề luôn các bạn, mới dừng lại mua cái bánh bao ăn các bạn, đỡ đói. Đây mình có vẻ là mình đang chạy ra khỏi trung tâm ha, mới chạy được khoảng 5-7 cây gì thôi các bạn, từ trung tâm chạy ra ngoài đây khoảng 5 cây các bạn. Bật Google Map lên rồi. Cà Mau thì nổi tiếng với rừng ngập mặn các kiểu, rồi những cái cây đước này kia ha, thì mình muốn tham quan cái phần đó, nhưng mà bệ để tới cái phần đó thì cũng phải gian nan đội mưa ha các bạn, mưa to quá bạn ơi. Không biết cái điện thoại của mình có ổn không đó, có sạc đó. Vừa trắng trời luôn bạn, ui trời ơi trời. Thì mùa này nó khoảng 300-350 một ký các bạn, có khi mà rẻ hơn đó các bạn.
dọc Cà Mau này ghé Nam Căn thì mình cũng tìm chỗ cua để mình ăn mà ha, kiếm chỗ nào bán cua ngon ngon đó, đã làm sẵn cua mình ăn thử hơi ngon hơi nhà mình nấu không. Ooh.
số người họ lượm những cái gì ven đường đó bạn. Từ đây tới Đầm Cần có lẽ là cái đường nó cũng như vậy ha, cũng là hai bên cây cỏ um sùm như vậy, um tùm như vậy á. Cùng tên nữa bạn, đều là tên cái nước. Mình vẫn đang chạy tới Nam Căn nha bạn. Bây giờ không có bản đồ nên mình cũng tịt. Chủ yếu là mình thấy cái cảnh ở đây nó cũng hữu tình nè bạn ha. Có những cái căn nhà gọi là họ xây dạng cái chòi các bạn ha, họ xây dạng cái chòi để mình ăn uống rồi đó. Ở đây cũng có nhà biệt thự này kia đầy đủ hết. Những người mà người ta thích gọi là thích sống ở miền quê thì ở đây là địa điểm thích hợp ha. Đó, những cái nhà chòi các bạn thấy không, có vẻ như những cái nhà này là không có người ở luôn bạn ơi. Họ xây họ để đó để họ làm, họ đựng đồ hay gì á. Đó, còn khoảng 3 cây số nữa là mình tới Đầm Cùng. Đầm Cùng Cà Mau. Đó. Vẫn đang trên tuyến đường quốc lộ 1A. Đi nói chung nó cũng không quá đẹp, cũng không quá xấu, bình thường ha. Nó hơi gồ ghề các bạn ha, không quá đẹp, nhưng
mà đi được. Ở đây cỏ dại nó mọc cao quá đầu mình luôn bạn ha. Những cái bụi chuối ven đường đó. Ở đây nuôi bắt nuôi tôm đồ bạn. Sú nước lợ. Chắc là gọi là tôm sú các bạn ha. Đây chắc là nuôi tôm sú này kia. Đây, đi đúng đường ha, còn 13 cây số nữa tới Nam Căn. Không có chạy kiểu gì mà nhanh được hết bạn ơi. Chạy cái tình tạt vậy thôi. Đồ đạc chợ lịch kỉnh ha. Chạy nhanh quá nó văng ra hết. Đi phượt á, thường thường anh em hay chạy về hướng miền Trung, Tây Bắc nhiều hơn. Còn cái hướng Cà Mau này thì mình thấy có vẻ là ít. Thích anh em yêu thích hơn, chuộng hơn ha. Gần tới đó bạn, khoảng 10 cây nữa là tới ha. Điện thoại báo không thể sạc luôn. Bây giờ mình tiếp tục chạy thôi bạn. Cũng hơn 5 giờ rồi ha. Thì bây giờ ở khu vực này mình đã thấy được những cái cây nước ha, những cái cây mà nó cắm rễ xuống dưới nước luôn các bạn. Đó. Đây là huyện Quảng Lang ở huyện Cái Nước. Cái thuyền hay là cái tàu gì đi quá đã luôn bạn. Để ngày mai tới Nam Căn mình dò hỏi coi có chỗ nào mà có cái thuyền mà chở mình đi tham quan này kia không ha. Cái mình thấy đây là một cái dãy rừng, cánh rừng bạc ngàn luôn các bạn. Wow, tới đây cảnh đẹp quá. Câu Đâm Cung nha bạn. Đâm Cung thành phố Cà Mau. Cái rạp cưới của tỉnh Nam Bộ này các bạn. Ở đây, ở cái vùng quê này thì họ thường là dựng rạp bạn. Thậm chí dựng lố ra nửa đường quốc lộ luôn bạn ha. Mình thấy khá là nguy hiểm. Cái tập tục mặc dù là nó là một cái tập tục cưới hỏi truyền thống thôi, nhưng mà mình thấy nó không nguy hiểm quá. Nên bỏ bớt cái đó đi nó sẽ hay hơn, ăn đan vàng hơn bạn. Chứ cứ dựng đạp ra ngoài đường như vậy, chạy xe tải nó mất lái, nó lủi vô cái là bánh xét hết luôn á.
số nữa thì mình sẽ vào trung tâm của huyện Nam Căn. Thì mình hy vọng có cái chỗ để mình ngủ nghỉ đàng hoàng các bạn. Đó, sau khi vô chỗ ngủ nghỉ, chỗ khách sạn đó, thì bắt đầu mình cất đồ xong tối mình ra ngoài Nam Căn, mình dò hỏi thông tin của cái những cái địa điểm mà mình sẽ tới các bạn. Thì xong cái hành trình đi từ Bạc Liêu tới Nam Căn, mình sẽ quay được những cái cảnh đẹp ở Nam Căn các bạn coi ha. Mình rất muốn hợp tác với một số bạn nào mà có cái nhu cầu mà đi hoặc là hành trình cùng mình ha, cứ inbox cho mình ha, mình sẽ để lại thông tin ở dưới phần mô tả cái Facebook của mình đó. Bạn nào muốn đi cùng mình ha, hành trình cùng mình. Cái mạch nước nhỏ bạn, cái mỏm nước nhỏ cho người ta nuôi tôm ha, nuôi tôm hay là nuôi cua gì đó. Nhà ở đây là lợp mái bằng mái ngói bạn. Năm giờ mấy là trời nó cũng hơi tới tối ha. Chạy ngoài đây thì không khí nó rất là thoải mái bạn, mát lạnh. Đây là cỏ dại nó mọc ung tùm luôn bạn ha. Ở đây đất nó đang cho thuê hoặc là bán hay sao á. Mong là sẽ có được những cái cảnh đẹp ở dưới đây để mình quay cho nó đẹp nha bạn. Bây giờ mới chạy tới đây là có thấy có hứng thú rồi bạn. Cảng mới. Trung tâm hay xí nghiệp gì ha, bỏ hoang hay sao mà cây cỏ mọc lên cao vậy luôn. Phương pháp người ta vẫn đang ở ha. À, bên phải mình người ta đang trồng cái gì đó, trồng hành hay sao vậy. Cầu cửa ga. À, cây cỏ ở đây mọc đẹp quá bạn. Cầu cửa gà các bạn nghe tên là thấy máu chiến rồi đó. Đó. Đây vượt qua hai ganh này đó. Wow.
đấy nhiều cái nhánh sông lắm bạn ha. Ở đây chắc là vùng sông nước rồi. Mấy cái nhánh sông này mình nghĩ có thể đi thuyền được luôn mà. Đó, những cái mỏm đất rất là rộng lớn. Bên phải mình á thì nó hơi xa, mình không có quay tới được. Mà nó đang là những cái, có vẻ là những cái vùng tôm đó, người ta đang nuôi tôm đó. Xa xa là kia bạn thấy không? Sú tôm giống này kia của bà con người ta nuôi trồng á. Đó. Mãi tới bây giờ mình mới được đi tới Cà Mau này các bạn. Bến xe khách. Tàu năm căn bạn nào ở Cà Mau năm căn thì bạn biết chỗ này ha, bến xe năm căn đó, một cái cây cột biển hiệu rất là lớn của hãng VNPT. Trong đây có vẻ là một cái huyện lớn ha, năm căn huyện lớn. Chạy 5 cây số nữa mình sẽ tìm khách sạn.
sống. Xịn luôn nha. Điện thoại vẫn không lên nguồn ha. Sập nguồn luôn. Dính nước mưa sập nguồn luôn. Tới được 5 căn các bạn ha, không nói nổi nào. Wow. Đổ xăng, tình trạng đổ xăng phải chờ nè. Lên đây thì bắt đầu giống Sài Gòn rồi đó. Mình đã vào trung tâm thị trấn 5 căn thành phố Cà Mau rồi bạn ha. Thì mình đang trong quá trình để tìm hiểu cái khu vực nhà nghỉ nè, với lại cái để mình hỏi cái nhà nghỉ là nó gần cái những cái khu du lịch ha, những cái khu du lịch sinh thái đồ á, thì mình ở đó để ngày mai tiện đường mình đi thôi các bạn ha. Thì mình đang tìm một cái người dân ở đâu đây nè để mình hỏi như thế nào đó. Sầm bút quá ha, quen thành phố Cà Mau nhưng mà nó rất là sầm uất. Mình cứ chạy vòng vòng thôi mà ha. Đây mình sẽ hoành lại chứ không có đi lên cái cầu đó. Ở đây là chợ hoa 5 căn các bạn. Giờ này đã chuẩn bị làm chợ hoa nữa ha. Qua làm một ly chè Thái đi, sẵn tiền hỏi người ta ở đây luôn. Đậu xe ở đây được không anh? Dạ dạ. Ôi cha rớt. Dạ. Dạ. Có chè gì ăn không? Hay chè Thái hả? Ngoài chè Thái có chè đậu gì không anh? Cho em đi hả? Cho em ly cốc tay đi. Ly cốc tay với lại dĩa hợp cảnh đi. Hả? Đủ món là 50 đó. Hả? Đủ món là 50 ăn hết đâu, làm khoảng 20 ngàn thôi. Hoặc là lấy bò viên với lại này đi. Này với bò viên ha. Dạ. Dạ dạ các ông kia đó. Thôi làm đi cốc tay với lại mấy cái viên nữa. Cốc tay luôn ạ. Dạ. Ở đây có cái chỗ nào gần mấy cái khu mà đi rừng ngập mặn đồ không anh? Dạ dạ rồi em. Ý là có cái chỗ nào mà mình đi lên thuyền được á, xong họ chở mình đi vòng vòng khu mấy cái khu. Em ở Sài Gòn xuống em muốn tìm mấy cái chỗ mà người ta hình như ở 5 căn này cũng có mà phải không? Không có hả? Không có du thuyền. Không phải du thuyền, cái thuyền nhỏ á, cái thuyền của người dân á.
cái thuyền nhỏ nhỏ em thấy là người ta có chở mình đi á, xong mấy cái rừng ngập mặn có à. Vậy đây có cái chỗ nào, cái chỗ nào nổi tiếng không em? Hả? Mấy cái chỗ nào nổi tiếng đồ á? Có đâu, nó du lịch thì có xuống dưới Đất Mũi á. Đất Mũi thì em biết rồi, Đất Mũi thì em biết. Không có luôn hả? Ở đây cũng là Phương Na. Phương Na thì cũng được hay ghé nó chơi lắm, tại vườn cò, vườn nhẹp, vườn rồi đó. Có cò hả anh? Nhiều không? Có chứ, ổng vườn cò thì khách du lịch mấy năm trước hay ghé ổng đó. Chỗ đó tên gì vậy? Cho em xin cái thông tin đó. Cái gì Na Na? Vuông Tư Na. Vuông Tư Na hả? Dạ. Vô trọng có tốn tiền gì không anh? À. Để cũng có xuồng mà mình xuống rõ mình ngồi chạy vòng. À. Thảo tu vòng mấy trăm công mà. Dạ hả? Viêm cò đâu trọng vậy đó. Tư Na. Rồi em ghi chú là. Mấy cái thuyền đó là mình tốn tiền đúng không anh? Còn ồ, thì ai chở mình đi? Mình đã có người chở đi một vòng vậy là như tiền vậy đó. À, nè, dạ dạ. Người vô người ổng có bán chung là mình đang chim cò đó. Nhiều không anh? Nhiều nhiều chim không? Nhiều, có vườn mà. À, đã vậy. Dạ, mai ghé đó coi. Chạy xuống dưới đây mà không có gì cũng uổng quá. Năm căn thấy lớn quá trời. Lớn mà đâu có vui du lịch. Dạ. Ngọc Hiển hả? Dạ. Ngọc Hiển này chạy khoảng mấy chục cây nữa là tới rồi. Dạ.